khởi tranh vào tối qua, khán giả được chứng kiến buổi lễ khai mạc ngắn gọn nhưng rất hoành tráng. Mở màn lễ khai mạc, thủ thành Iker Casillas cùng người đẹp nước Nga Natalia Votinova cùng nhau mở nắp hộp đựng chiếc cúp vàng danh giá, giới thiệu tới khán giả trên toàn thế giới. Sân vận động Luzhniki được trang trí như một trái bóng xanh khổng lồ, nhìn rất bắt mắt. Ca sĩ Robbie Williams bước ra đầu tiên đốt cháy sân khấu bằng những ca khúc sôi động. Sự ra diết hào hùng sau đó được trình diễn bởi nữ danh ca Aida Garifullina. Tình yêu là thông điệp mà nước chủ nhà Nga muốn gửi đến qua lễ khai mạc này. Chương trình kết thúc sau lời tuyên bố ngắn gọn của Tổng thống Nga Vladimir Putin. World Cup sẽ kéo dài từ nay tới hết ngày 15 tháng 7. Sản phẩm Tommy Á Châu, nơi đẳng cấp hội tụ. Sản phẩm Tommy Á Châu, nơi đẳng cấp hội tụ.